Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một mẫu váy như thế này. Mẫu váy này mình hướng dẫn cho bé từ 13 đến 15 kg. Ở đây 13 kg thì mặc hơi rộng một xíu nha mọi người. Các bạn từ 14 cho tới 15 kg là mặc vừa người nha. Nên lúc mà các bạn nếu mà muốn móc cho bé 13 kg thì các bạn có thể giảm một hai hàng so với cái mẫu mình hướng dẫn. Ở đây thì cái mẫu mình hướng dẫn nó sẽ có một viền hoa văn như thế này. Và một viền như thế này, ở phía dưới mình có váy xòe như thế này. Và sẽ có phần cổ áo thắt nơ hai bên như thế này cho bé. Ở đây thì về dụng cụ mình sử dụng để móc bộ váy này, đó là chất sợi mình sử dụng là sợi này nha mọi người. Mình đây mình giữ lại cái mát cho mọi người coi nè. Và mình ở mẫu váy này mình sử dụng hai loại kim móc, đó là kim móc hai đầu số 1 và kim 2.5mm. Ở mẫu kim 2.5mm này mình sử dụng để móc cái viền cổ này cho bé. Và lúc mà mình xuống phần thân ở bé phía dưới này thì mình sẽ sử dụng kim móc hai đầu số 1 nha. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc cái phần cổ này cho bé nè. Ở đây mình sử dụng chất sợi này thì mình sẽ không chụp nha mọi người. Cái phần cổ này cho bé mình không chụp nên là lúc mà mình coi video á, thì nó hơi nhỏ. Mình sợ mọi người không có nhìn rõ được cái phần móc ở phần cổ này, nên mà mình sẽ đổi sang loại sợi lớn hơn để cho mọi người dễ hình dung. Nhưng mà đến lúc mà các bạn móc cái sợi, móc cái mẫu cổ này á, thì các bạn sẽ đổi sang loại sợi như mình vừa giới thiệu nha. Và cái ở phần cổ này thì mình sẽ móc khởi bính, số bính mình ban đầu của mình là 16 mũi bính. Mình sẽ đổi sang chất sợi này cho sợi nó to một xíu để mình hướng dẫn cho mọi người móc phần cổ này. Ở phần cổ này mình sử dụng kim 2.5mm nha. Đầu tiên mình sẽ khởi tạo số bính. Ở sợi chất sợi kia thì mình sẽ khởi tạo 10, tất cả là 16 mũi bính. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc như thế nào thôi, chứ số bính mình sẽ không móc đủ 16 bính nha. Đầu tiên thì mình sẽ móc 6 bính thôi. 2, 3, 4, 5, 6. 6 nó hơi ngắn đây. 7, 8, 8 bính đi. Các bạn sẽ móc cho mình 8 bính. Các bạn móc lỏng tay cái sợi bính đầu tiên, các bạn móc lỏng tay một xíu nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, sau khi các bạn móc 8 bính rồi thì các bạn móc tiếp cho mình một bính nữa. Và móc vào vị trí phía sau. Ở đây nè các bạn xem nè. Các bạn sẽ bỏ qua cái chân các bạn, một cái bính mà các bạn vừa móc xong này nè. Và các bạn xoay ngược lại, các bạn thấy phía sau có một cái chân móc ở đây. Ở phía sau này nè, các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi trượt. Tiếp tục móc mũi trượt vào cái chân phía sau này. Tương tự các bạn sẽ móc mũi trượt như vậy cho tới cuối hàng. Và nếu mà ở lúc mà các bạn lên mẫu thì các bạn móc cho mình dãy bính 16 mũi bính nha. Và khi mình móc tới chân móc cuối cùng thì các bạn sẽ móc cho mình lên cho mình một mũi bính, sau đó các bạn móc ngược lại. Các bạn sẽ ở đây các bạn sẽ có hai chân móc như thế này, và các bạn sẽ bỏ qua chân các bạn, cái mũi bính mà các bạn vừa lên thì các bạn sẽ móc vào chân phía dưới này cho mình. Các bạn bỏ qua cái chân phía trên này và móc vào cái chân phía dưới cho mình một mũi trượt nha. Tiếp tục các bạn sẽ móc chân vào chân phía dưới cho mình một mũi trượt tương tự như vậy cho tới cuối hàng. Và
sau khi móc tới cuối hàng thì các bạn sẽ lên cho mình một bính và móc ngược lại như hàng số 2 các bạn vừa móc xong. Đầu tiên sẽ các bạn sẽ bỏ qua cái mũi bính này và các bạn sẽ móc mũi trượt vào chân bính phía dưới, cũng mình sẽ cũng sẽ móc ở chân phía dưới nha. Và các bạn sẽ móc cho tới chân bính cuối cùng. Sau đó các bạn lên tiếp một bính và các bạn quay ngược lại móc như cái hàng mình vừa hướng dẫn xong. Thì các bạn sẽ có một cái dạng móc như thế này. Với tất cả các ở cái mẫu của mình đây nè, là gồm có 30 hàng móc nhỏ nhỏ như thế này. Đây, từng hàng móc này mình sẽ có 30 hàng. Và lúc mà mình xuống cái phần ở phía dưới này thì mình sẽ có chân móc, lúc mà mình gập đôi hai cái mảnh này lại, hai đầu mảnh này lại với nhau thì mình có tổng số mũi khi mình xuống phần thân là 30 chân móc tất cả. Áp dụng theo cách mình vừa hướng dẫn xong thì mình sẽ móc được một mảnh như thế này. Và mình ở đây cái mảnh này thì mình bước đầu tiên thì mình đã hướng dẫn là mình sẽ khởi tạo 16 mũi bính và mình móc mũi trượt vào tất cả chân móc sau của bính thì mình sẽ được một cái mảnh như thế này với chiều ngang của mảnh là 12 cm. Bây giờ mình sẽ tiến hành khâu móc hai mảnh, mình gập đôi mảnh lại. Đầu tiên thì mình sẽ móc một mũi trượt vào vị trí đối xứng phía bên này. Sau đó các bạn lên cho mình một mũi bính. Các bạn sẽ móc cho mình ở đây, ở giữa hai cái hàng móc như thế này thì nó sẽ có một sợi. Mình sẽ móc ở giữa hai cái hàng móc từ ở giữa này và mình kéo, mình móc qua phía bên này và mình móc vào đây một mũi đơn. Tiếp tục ở giữa hai cái hàng này thì nó sẽ có một cái sợi dây bắt ngang như thế này, và ở sau cũng tương tự như vậy, ở giữa hai hàng, ở giữa hàng là sẽ có một sợi như thế này và mình móc hai sợi gộp chung với nhau một mũi móc đơn. Tương tự ở hàng kế tiếp mình sẽ móc gộp lại. Ở phần lúc mà mình móc xong cái mảnh này và mình tiến hành móc hai đầu mảnh lại với nhau như thế này thì các bạn sẽ đổi sang kim móc nhỏ hơn nha. Ở đây mình sử dụng kim móc hai đầu số 1. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc tiếp như mình vừa hướng dẫn xong. Tương tự như vậy các bạn móc cái tới cuối hàng. Và đây là sau khi mình móc hai mép lại với nhau thì mình được một mảnh như thế này. Và bây giờ mình sẽ tiến hành móc xuống phần thân như sau. Mình sẽ tính đây, bắt đầu từ bây giờ mình sẽ tính đây là hàng số 1 của phần thân nha. Đầu tiên các bạn lên cho mình 3 mũi bính. Sau đó các bạn quay ngược lại, móc vào chân bính vừa lên một mũi kép. Tiếp tục móc vào chân móc tiếp theo một mũi kép. Tương tự như vậy các bạn móc mũi kép cho đến hết hàng và ở chân móc cuối cùng thì các bạn móc vào đó cho mình hai mũi kép nha. Sau khi mình móc hai mũi kép
vào chân móc cuối cùng của hàng số 1 thì mình sẽ tiếp tục lên hàng số 2. Tương tự như hàng số 1, đầu tiên mình sẽ lên 3 mũi bính, sau đó các bạn quay ngược lại, các bạn móc vào chân móc vừa lên một mũi kép. Tiếp tục móc vào chân móc tiếp theo một mũi kép. Tương tự như vậy, các bạn sẽ móc mũi kép cho đến cuối hàng. Và ở chân móc cuối cùng của hàng số 2, các bạn móc vào đó cho mình 2 mũi kép, tương tự như hàng số 1. Sau khi mình móc xong 2 mũi kép vào chân móc cuối cùng của hàng số 2 thì tiếp tục ở hàng số 3 cho đến hàng số 21, các bạn sẽ móc tương tự như hàng số 1 và hàng số 2. Các bạn sẽ tăng mũi từ hai mũi, tăng mũi ở vị trí đầu và cuối hàng ở mỗi chân móc. Ở đầu và cuối hàng thì các bạn móc thêm vào đó cho mình một mũi móc kép. Sau khi mình móc xong hàng số 21 thì mình đã có hai mảnh như thế này, và tổng số mũi mình có ở hàng 21 của mỗi mảnh là 72 mũi tất cả. Và bây giờ mình sẽ móc hàng số 22 để mình nối liền hai phần thân lại với nhau để mình xuống phần hoa văn. Và điều kiện mình xuống phần hoa văn ở phần thân thì số tổng số mũi ở trên hàng số 22 phải chia hết cho 8. Ở đây mình có 72 mũi ở mỗi mảnh, và hai mảnh còn lại thì mình có tất cả là 144 mũi, mình chia cho 8 thì sẽ có 18, tất cả là 18 cụm hoa văn. Các bạn lưu ý cho mình, khi mà các bạn móc xuống phía dưới này mà bị thiếu mũi thì các bạn bắt buộc phải thêm mũi như thế nào đó vừa để phù hợp với số đo của bé mà vẫn đủ tổng số mũi chia hết cho 8 và để xuống cùng hoa văn ở phần thân cho nó tròn mũi nha mọi người. Ở đây thì mình ở hàng số 22 mình sẽ không tiếp tục thêm mũi nữa, và mình sẽ móc ở hàng số 22 này ở mũi mảnh là 72 mũi móc kép. Mình sẽ không thêm mũi, thì mình móc tương đương cứ mỗi chân móc là mũi móc kép nha mọi người. Đầu tiên các bạn lên cho mình 3 mũi bính, sau đó các bạn quay ngược lại, bỏ qua chân móc đầu tiên, móc vào chân móc tiếp theo một mũi kép đơn. Tiếp tục các chân móc còn lại các bạn móc mũi kép đơn hết cho mình cho tới cuối hàng. Ở đây sau khi mình móc xong chân móc cuối cùng của hàng số 22 của mảnh thứ nhất thì mình sẽ tiếp tục móc nối vào mảnh còn lại luôn. Ở đây mình sẽ nối vào vị trí này, mình sẽ móc một, lấy len và móc một mũi kép vào vị trí đầu tiên của mảnh còn lại. Sau đó các bạn sẽ móc mũi kép đơn cho tới cuối hàng. Ở đây sau khi mình móc xong chân móc cuối cùng của hàng móc số 22 thì mình kết thúc vòng móc số 22 bằng một mũi trượt qua mũi bính thứ ba của chân móc đầu tiên. Sau đó các bạn lên cho mình 4 mũi bính. Ở chân móc mà các bạn vừa lên mũi bính thì các bạn tính là mũi móc kép đầu tiên. Chúng ta bỏ qua chân móc này, bỏ qua tiếp chân móc tiếp theo và móc vào chân móc thứ ba cho mình một mũi kép. Sau đó các bạn lên một mũi bính, các bạn bỏ qua chân móc tiếp theo, móc vào chân móc tiếp theo nữa một mũi kép. Tương tự như vậy, các bạn lên một bính, bỏ qua một chân móc và móc vào chân móc tiếp theo một mũi kép. Tương tự như vậy, các bạn móc cho tới cuối hàng thì chúng ta sẽ được hàng số 1 của phần thân với những ô móc như thế này. Ở đây sau khi mình móc tới chân móc kép cuối cùng của hàng số 1 thì các bạn lên tiếp cho mình một mũi bính và móc mũi trượt vào mũi bính thứ ba của chân móc đầu tiên, và chúng ta sẽ được một hàng móc với những ô móc như thế này. Và hàng móc này mình sẽ tính là hàng móc thứ nhất của phần thân áo. Tiếp theo mình sẽ móc hàng móc số 2 như sau. Đầu tiên các bạn lên cho mình 5 mũi bính, 4, 5. Các bạn bỏ qua chân móc đầu
chân móc kép đầu tiên và móc vào đầu cái mũi kép tiếp theo cho mình một mũi trượt. Các bạn tiếp tục móc 5 mũi bính. 2, 3, 4, 5. Bỏ qua đầu chân mũi kép tiếp theo và móc vào đầu mũi kép tiếp theo cho mình một mũi trượt. Tiếp tục, các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi bính. Và bỏ qua đầu mũi kép tiếp theo, móc vào mũi kép tiếp theo cho mình một mũi trượt tương tự như vậy, các bạn sẽ móc cho đến hết hàng. Sau khi các bạn móc tới còn hai ô móc cuối cùng thì các bạn sẽ lên cho mình 5 mũi bính. 3 4 5 và các bạn móc mũi trượt vào chân mũi móc đầu tiên thì các bạn sẽ được một hàng móc thứ hai với những hình vòng cung như thế này. Ở hàng móc thứ ba của phần thân áo, các bạn sẽ móc như sau. Đầu tiên các bạn sẽ móc mũi trượt cho mình vào hai mũi bính của dãy bính đầu tiên của hàng số 2. Ở đây các bạn sẽ móc mũi trượt vào 3 mũi bính này. Và hàng số 3 của phần thân áo sẽ bắt đầu bằng vị trí ở mũi trượt thứ ở mũi bính thứ 3 của hàng số 2 nha. Và ở phần này các bạn lưu ý cho mình, các bạn phải nhìn kỹ cái này cho mình nhé. Đầu tiên các bạn sẽ lên cho mình 2 mũi bính. Và sau đó các bạn sẽ móc cho mình 4 mũi kép đơn chụm đầu. Nhưng mà 4 mũi kép đơn chụm đầu nó sẽ cách nhau ở mình sẽ móc vào đây, vào cái chân móc vừa lên này 2 mũi kép đơn. Và 2 mũi kép đơn còn lại các bạn sẽ móc ở vị trí mũi bính thứ 3 của cái dãy móc này nè, dãy móc của hàng số 2 này nè. Các bạn sẽ móc như sau. Đầu tiên các bạn sẽ lấy len qua kim, sau đó kéo len qua chân móc này, tiếp tục lấy len qua hai chân móc trên kim, sau đó các bạn tiếp tục lấy len, đâm kim qua chân móc này, lấy len, tiếp tục lấy len, kéo qua hai chân móc trên kim, tiếp tục các bạn lấy len, đâm kim qua vị trí mũi bính thứ ba của dãy móc này của hàng móc số 2. Sau đó các bạn lấy len qua kim, các bạn tiếp tục lấy len, kéo qua hai chân móc trên kim, tiếp tục lấy len và đâm kim qua vị trí chúng ta mũi bính thứ ba đó, và chúng ta kéo len qua, tiếp tục lấy len, kéo qua hai chân móc trên kim. Sau đó các bạn kéo len qua tất cả toàn bộ các chân móc trên kim. Sau đó chúng ta móc lên 3 mũi móc xích và chúng ta móc mũi trượt vào vị trí này, móc mũi trượt vào chân bính thứ ba này của hàng móc số 2 thì chúng ta sẽ được một cụm hoa văn như thế này. Sau đó các bạn móc cho mình 5 mũi bính. 1 2 3 4 5. Các bạn móc vào mũi bính thứ ba của ở vị trí này của hàng móc số 2 một mũi trượt. Và các bạn tiếp tục lên 2 mũi bính. Các bạn sẽ móc tương tự như cụm hoa văn ở đây. Mình sẽ hướng dẫn lại thêm một lần nữa. Đầu tiên, các bạn lấy len, đâm kim qua vị trí này. Tiếp tục lấy len và kéo qua. Sau đó lấy len, kéo qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục lấy len, đâm kim qua vị trí đó. Lấy len. Sau đó các bạn lấy len và kéo qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục các bạn lấy len, các bạn sẽ đâm kim vào mũi bính thứ ba của cái vòng cung tiếp theo. Sau đó các bạn lấy len, kéo qua, tiếp tục lấy len, kéo qua hai chân móc trên kim. Sau đó lấy len, đâm kim qua mũi bính thứ ba, lấy len, kéo qua, tiếp tục lấy len, kéo qua hai chân móc trên kim. Sau đó các bạn lấy len và kéo qua 5 chân móc còn lại trên kim. Tiếp tục các bạn móc cho mình 3 mũi bính.
và móc mũi trượt vào chân bính thứ ba, thì chúng ta sẽ được một cụm hoa văn như thế này nữa. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên 5 mũi bính. Và các bạn móc mũi trượt vào chân bính thứ ba của cái vòng cung của hạng số 2. Thì chúng ta sẽ được một cụm hoa văn cách ở 5 bính như thế này. Tương tự như vậy các bạn sẽ móc cho tới cuối hàng. Sau khi mình móc được tới cụm hoa văn cuối cùng của hàng số 3 thì các bạn liên tiếp cho mình 5 mũi bính. Sau đó các bạn móc mũi trượt vào chân bính của cụm hoa văn đầu tiên. Và ở hàng tiếp theo các bạn sẽ móc như sau. Các bạn sẽ móc mũi trượt cho mình. Ở đây các bạn sẽ móc mũi trượt cho mình ở vào hai cái mũi bính của cái cụm hoa văn đầu tiên. Cho tới đầu cái mũi móc này mình sẽ móc mũi trượt vào đây. Và hàng số 3, hàng số 4 mình sẽ bắt đầu bằng ở đỉnh của cái cụm hoa văn đầu tiên. Đầu tiên các bạn sẽ lên cho mình 2 mũi bính. Sau đó các bạn móc một mũi kép đơn vào chân móc vừa lên. Sau đó các bạn móc cho mình 3 mũi móc xích và móc mũi trượt vào chân mũi móc kép chúng ta vừa lên. Tiếp tục các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính. Các bạn móc vào đây cho mình 2 mũi kép đơn chụm đầu. Sau đó các bạn móc cho mình 2 mũi bính và móc mũi trượt vào mũi bính thứ 5 ở vị trí này. Thì mình được một cụm hoa văn đầu tiên như thế này. Tiếp tục tương tự như vậy các bạn sẽ móc cho mình, móc tiếp cho mình 2 mũi bính. Tiếp tục móc vào đầu cái đỉnh của cụm hoa văn tiếp theo ở đây, 2 mũi kép đơn chụm đầu. Sau đó các bạn móc cho mình 3 mũi bính. Các bạn móc cho mình mũi trượt vào chân 2 mũi kép đơn chụm đầu đó. Tiếp tục các bạn lên cho mình 2 mũi bính. Móc mũi kép 2 mũi kép đơn chụm đầu vào chân móc chúng ta vừa lên. Tiếp tục các bạn lên cho mình 2 mũi bính và móc mũi trượt vào vị trí mũi bính thứ 3 của cái dãy 5 mũi bính tiếp theo. Vậy thì chúng ta sẽ được những cụm hoa văn như thế này. Tương tự như vậy các bạn sẽ móc như hướng dẫn mình vừa hướng dẫn xong. Đầu tiên sẽ lên 2 mũi bính. Sau đó móc vào vị trí này 2 mũi kép đơn chụm đầu. Tiếp tục lên cho mình 3 mũi bính. Móc mũi trượt vào chân móc vừa lên. Móc mũi trượt vào cái chân của 2 mũi kép đơn chụm đầu này nha mọi người. Tiếp tục các bạn lên 2 mũi bính. Móc vào chân bính vừa lên 2 mũi kép đơn chụm đầu. Sau đó các bạn móc 2 mũi bính và móc mũi trượt vào mũi bính thứ 5 của dãy 5 mũi bính tiếp theo. Vâng, vậy thì các bạn sẽ được một những cụm hoa văn như thế này. Tương tự như vậy các bạn sẽ móc cho tới cuối hàng. Ở đây sau khi mình móc tới cụm hoa văn cuối cùng thì mình đã tới cái cụm cánh hoa văn đầu tiên. Thì ở đây mình sẽ móc tiếp 2 mũi bính và móc mũi trượt vào cánh
đỉnh của cánh hoa văn đầu tiên nha. Thì mình đã kết thúc hàng số 4. Và tiếp tục hàng số 5 thì các bạn sẽ móc như sau. Đầu tiên các bạn liên cho mình 5 mũi bính. Và các bạn móc mũi trượt vào đỉnh của cánh hoa văn tiếp theo. Tương tự các bạn sẽ móc 5 mũi bính và móc mũi trượt vào đỉnh cánh hoa văn tiếp theo. Tiếp tục như mình đã hướng dẫn, móc mũi trượt vào cánh hoa văn tiếp theo. Tương tự như vậy các bạn sẽ móc mũi trượt cách 5 mũi bính cho tới hết vòng số 5. Sau khi mình móc được 5 mũi bính cuối cùng của hàng móc số 5 thì mình sẽ móc mũi trượt vào cánh hoa đầu tiên, đỉnh của cánh hoa đầu tiên của hàng móc số 5. Và mình sẽ tiếp tục móc hàng móc số 6 như sau. Đầu tiên các bạn lên cho mình 4 mũi bính. Sau đó các bạn móc một mũi kép vào chính giữa. Chính giữa ở vị trí này, chính giữa là mũi bính thứ 3. Mũi bính thứ 3 của cái dãy bính của hàng móc số 5. Sau đó các bạn tiếp tục móc một mũi bính và các bạn sẽ móc một mũi bính vào đỉnh của cánh hoa. Vào đây. Tiếp tục các bạn lên một mũi bính và móc một mũi kép vào mũi bính thứ 3 của dãy bính 5 mũi móc xích này. Tiếp tục các bạn lên một mũi bính và móc vào đỉnh của cánh hoa tiếp theo. Tương tự như vậy các bạn sẽ móc cho tới cuối hàng. Thì chúng ta sẽ có từng ô móc như thế này. Sau khi mình móc xong chân mũi kép cuối cùng của hàng móc số 6, các bạn sẽ lên tiếp một bính và móc mũi trượt vào mũi bính thứ 3 của dãy móc xích đầu tiên. Chúng ta tiếp tục móc hàng số 7 như sau. Đầu tiên các bạn lên cho mình 3 mũi bính. Và ở đoạn giữa hai mũi kép này của hàng móc số 6 thì các bạn móc vào đây cho mình 2 mũi kép. Và ở đỉnh cái mũi kép thứ 2 của hàng móc số 6 thì các bạn móc vào đây 1 mũi kép. Tương tự đoạn giữa của hai mũi kép này của hàng móc số 6 thì các bạn sẽ móc vào đây cho mình 2 mũi kép. Và móc vào đỉnh của mũi kép này 1 mũi kép. Tương tự như vậy các bạn sẽ móc cho tới cuối hàng. Ở đây sau khi mình móc xong hàng số 7 thì mình có tổng chân mũi trên hàng số 7 là 214 mũi. Và ở trong mẫu váy này thì mình có hai dãy hoa như thế này. Và dãy hoa sau thì mình phải tăng thêm 10 hoa so với dãy hoa trước. Và 10 hoa thì tương đương với 80 mũi móc. Như ở đầu hướng dẫn thì mình nói một cụm hoa tương đương với 8 mũi móc thì 10 hoa tương đương với 80 mũi. Ở đây mình đã có 214 mũi rồi thì mình còn thiếu bao nhiêu mũi nữa, các bạn phải tính được bao nhiêu mũi nữa để có đủ 28 hoa ở hàng tiếp theo. Thì ở đây mình đã có tính sơ qua cho mọi người xem. Đó là để có thêm 10 hoa thì tổng số mũi tất cả của hàng hoa tiếp theo phải là 224 mũi. Nhưng mà ở hàng số 7 mình đã có 214 mũi rồi thì ở hàng số 8 mình sẽ lấy 224 mũi này mình trừ cho 214 mũi của hàng số 7 thì mình sẽ có 10 mũi. Vậy thì ở hàng số 28 mình phải cộng thêm 10 mũi. Và các bạn thêm mũi ở vị trí, mình không có quy định vị trí nào hết, thì các bạn cứ ở trên hàng số 7 này các bạn cứ
lấy kim đánh dấu và đánh dấu ra 10 mũi. Và ở vị trí 10 mũi đánh dấu đó, các bạn sẽ móc vào đó một chân móc, các bạn sẽ móc vào đó hai mũi kép, thì các bạn sẽ có tổng số mũi ở hàng này là 224 mũi. Và tiếp theo các bạn sẽ móc dài xuống cho tới độ dài mà các bạn cảm thấy vừa ý nhất, thì các bạn sẽ tiếp tục móc dãy hoa như mình đã hướng dẫn vừa hướng dẫn xong. Và các bạn lưu ý cho mình thêm một lưu ý nữa, đó là ở hàng số 7 này, các bạn móc hàng phải thì hàng tiếp theo các bạn phải móc quay ngược lại và móc hàng trái cho mình nha. Như ở tương đương ở phần thân áo phía trên nè, một hàng trái, một hàng phải, một hàng trái, một hàng phải, thì ở phía dưới này mình cũng móc tương đương như vậy. Ở đây một hàng phải rồi thì các bạn sẽ móc tiếp theo một hàng trái và tiếp tục móc một hàng phải, hàng trái, hàng phải, hàng trái như vậy, xen kẽ nhau như vậy. Và ở dãy hoa tiếp theo thì các bạn sẽ tăng lên như mình hướng dẫn vừa xong. Ở đây sau khi mình móc xong hàng hoa văn thứ hai thì chúng ta được một mẫu váy như thế này. Tiếp theo thì các bạn sẽ móc hàng tiếp theo của tương tự như là hàng hoa văn sau khi mình móc xong hàng hoa văn thứ nhất, và các bạn sẽ móc 6 hàng. Sau khi các bạn móc xong hàng mũi kép như thế này của hàng hoa văn thứ hai thì các bạn sẽ móc cho mình thêm 5 hàng nữa, là tổng cộng sau hàng móc hoa văn thứ hai sẽ có 6 hàng tất cả. Thì chúng ta đã xong phần váy và chúng ta sẽ móc quyền cho phần váy nữa. Và sau khi mình móc được hàng cuối cùng của váy, mình thấy chiều dài như vậy là mình thấy phù hợp với bé rồi, thì mình sẽ móc cái phần ở phía dưới sau của cái dãy hoa văn tiếp theo á, thì mình sẽ móc tất cả là 1 2 3 4 5 6 7 hàng tất cả. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc viền hoa văn cuối cùng. Sau khi các bạn kết thúc bằng mũi trượt của vòng móc cuối cùng thì các bạn lên cho mình 3 mũi bính. Sau đó các bạn móc vào chân móc vừa lên 2 mũi kép đơn. Các bạn bỏ qua 2 chân móc và móc mũi trượt vào chân móc thứ 3. Tiếp tục, các bạn lên cho mình 3 mũi bính. Sau đó các bạn móc 2 mũi kép vào chân bính vừa lên. Sau đó các bạn bỏ qua 2 chân móc và móc mũi trượt vào chân móc thứ 3. Thì chúng ta sẽ được những hoa văn như thế này. Tiếp tục các bạn lên 3 mũi bính. Sau đó các bạn móc 2 mũi kép vào chân móc vừa lên. Các bạn bỏ qua 2 chân móc và móc mũi trượt vào chân móc tiếp theo. Và tương tự như vậy các bạn sẽ móc mẫu hoa văn này cho đến hết vòng. Và tới vị trí này thì các bạn sẽ trượt mũi trượt vào cái chân móc đầu tiên của vòng cuối cùng này. Sau khi mình móc tới cùng hoa văn cuối cùng thì mình móc mũi trượt vào chân bính ở đây, và mình tiến hành cắt len. Thì mình đã xong cái phần hoa văn cuối cùng của phần chân váy. Sau đó các bạn sẽ lấy sợi len này vào mặt trái của váy nha. Các bạn sẽ tiến hành giấu sợi len này đi. Vậy là mình đã xong phần hoa văn phía dưới của váy như thế này. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc phần hoa văn ở phần thân trên của váy. Và các bạn sẽ móc từ mặt lưng tới mặt trước nha. Ví dụ đây các bạn chọn ở này, mặt này là mặt ở phía trước của bé, thì các bạn sẽ móc hoa văn từ phía mặt sau lưng tới phía trước, và các bạn sẽ nối lên vào vị trí này, vị trí là sau lưng này. Sau đó các bạn lên 3 mũi bính, các bạn móc tương tự như là ở phần hoa văn ở dưới, phần xòe phía dưới của váy vậy đó. Móc vào cái chân mũi bính vừa lên 2 mũi kép, sau đó các bạn sẽ móc mũi trượt vào hàng móc tiếp theo.
Sau đó các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính. Móc vào đây 2 mũi kép. Sau đó các bạn sẽ bóc mũi trượt vào hàng móc tiếp theo. Tiếp tục lên 3 mũi bính. Móc vào chân bính vừa lên 2 mũi kép. Sau đó sẽ móc mũi trượt vào chân móc tiếp theo. Mình sẽ được những cụm hoa văn như thế này. Và tương tự như vậy các bạn sẽ móc vòng qua phía bên này cho mình. Vòng tới ở chân móc cuối cùng ở đây thì các bạn đã xong phần váy của phần viền hoa văn ở trên phần thân của bé. Và ở đây thì mình sẽ hướng dẫn tiếp tục, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái sợi dây để luồn qua phần cổ này, luồn qua cái phần cổ này cho bé nè. Các bạn sẽ chuẩn bị sợi len hoặc là chất sợi gì đó mà các bạn cảm thấy phù hợp, màu sắc phù hợp với cái váy mà các bạn đang móc, cái màu váy mà các bạn đang móc. Thì ở đây mình sẽ chọn màu trắng luôn. Và mình kéo, các bạn kéo cho mình cái phần sợi dây đầu tiên này dài một xíu nha. Và các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt ở đây. Tiếp theo các bạn sẽ vắt len qua vị trí này. Và các bạn sẽ lấy len và kéo qua. Được. Tiếp tục các bạn vắt len qua kim. Sau rồi lấy len và kéo qua. Tiếp tục các bạn vắt len. Kéo len qua hai sợi, vắt len, kéo len qua, vắt len qua kim móc như thế này. Và các bạn kéo len qua, tiếp tục vắt len qua chân móc và kéo len qua. Các bạn cứ như vậy cho tới một cái độ dài mà các bạn cảm thấy vừa ý với cái váy mà các bạn đang móc á, thì các bạn sẽ dừng lại và các bạn tiến hành cắt nối và dấu len ở cái phần mút đi. Hoặc là các bạn có thể móc một dãy mũi bính cũng được. Nhưng mà mình thấy làm như thế này thì cái sợi này nó sẽ vuông vắn và đẹp hơn. Nó sẽ vuông như thế này nha mọi người. Nó vuông tròn 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 rất là dễ thương nha. Các bạn sẽ móc cho mình một sợi với chiều dài mà các bạn cảm thấy phù hợp nhất. Thì các bạn đã luồn vào cái phần cổ áo, sau đó thắt nơ hai bên cho bé. Như vậy thì mình đã hoàn thành xong mẫu váy của bé như thế này. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi phần hướng dẫn của mình. Và mọi người nhớ subscribe kênh của mình để nhận được thông báo mới khi mình đăng video mới nha. Chào tạm biệt mọi người.